Vâng, kính chào quý vị và các bạn yêu âm thanh, âm nhạc. Quý vị thân mến, trước mắt quý vị là nội thất của một cặp loa súp Bass 50. Đây là một cặp loa súp đơn mà hôm nay Tệ Audio mở nội thất để mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem về hình thức, chất lượng ở bên trong của dòng sản phẩm này. Đây là một cặp loa súp đơn hàng bãi của Mỹ với model JBL MZ818. Vâng, MZ818 được sử dụng với một cấu trúc loa bass 50. Và màng loa bass này rất sâu. Tệ Audio để một chiếc ngửa và một chiếc úp để quý vị và các bạn chúng ta cùng xem được cả bên trên và bên dưới. Vâng, mọi nhu cầu về sở hữu dòng súp này xin hãy liên hệ theo số điện thoại 0975 600 005 để được cung cấp hình ảnh chi tiết. Vâng, đây là hai chiếc loa bass mà Tệ Audio đã mở và tháo ra vì sợ quý vị và các bạn đợi lâu trong khi thời gian tháo nên Tệ Audio đã tháo ra trước. Và dòng sản phẩm này nó được sử dụng với một loa bass với model 2042H. Vâng, tất cả khung sườn còn rất bóng bẩy và được làm bằng nhôm phay như kiểu nó là găng đúc. Những dòng này nó được chịu được với cái không khí môi trường rất lâu bền và rất tốt, bởi vì nó không bị rỉ sét, kể cả để bao nhiêu lâu về chúng ta chỉ lau là nó sạch. Và đây là từ của dòng sản phẩm này, cũng còn đang rất đẹp. Vâng, đây chất màng của nó cũng còn rất đẹp và đều màu sắc. Và dòng sản phẩm này thường ra những người Mỹ hay sử dụng để dùng nó với những các dòng loa ba số, ví dụ như những cặp loa full 838 hoặc là những đời 835, 935, 938 thì đi với cặp súp này là phù hợp, vừa là về chất âm vừa là về hình thức, bởi vì nó được đi với lớp thùng bọc bằng da. Vâng, thùng của nó là thùng bọc da, không phải thùng bọc nỉ. Và đây là tiêu âm bên trong, cũng là tiêu âm màu vàng theo truyền thống. Vâng, do không có đèn nên xoay bên trong nó tối nên màu bông nó cũng bị tối. Vâng, nó có trọng lượng thùng có bề rộng. Vâng, nó có bề rộng khoảng 65 phân. Và bề cao của nó là khoảng 80 phân để chọn với không gian với gia đình rộng thì cái cặp loa này rất là phù hợp, và chất âm thì của nó thì rất hay, mềm mại. Vừa mềm vừa lực tiếng. Dòng này đánh với đi súp hơi ra từ nguồn của cục đáy crown nữa thì sẽ ra được hết chất âm, và chất âm của nó đưa ra sẽ vừa lỗ tai của những người khó tính. Vâng, mọi nhu cầu về sở hữu xin hãy liên hệ với Tị theo số điện thoại đã nói trên. Và cuối clip, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi kênh của Tị Audio, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị, các dòng cục đáy crown nhiều model khác nhau cũng như các dòng loa có công suất mạnh. Và bây giờ Tị Audio xin được dừng clip tại đây. Xin thân ái hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip sau.